Alo, Trương Văn Dũng phải không? À, Trần Nhật Quang đây. Ồ, chúng ta đều là người Việt Nam cả. À, mọi người đang uống bia ở Đông Tác đây. Mọi người đang nhắc đến Trương Văn Dũng. Mọi người đang muốn mời Trương Văn Dũng ra đây uống bia. Ui giời, người Việt Nam với nhau cả mà, có cái vấn đề gì đâu. Cứ yên tâm, cứ ra Trần Nhật Quang đảm bảo an toàn, an ninh cho, không có vấn đề gì cả. À, ở Đông Tác mà. Đông Tác ở ngõ Kim Liên, Trung Tự ấy. Ngõ 19, số nhà 18. Số nhà 18. Quán ao ấy. Rồi. Rồi, vậy thì anh Trương Văn Dũng ấy, cứ yên tâm nhá. Thôi rồi, đang ở sân bay thì lần sau nhá. Lần sau Trần Nhật Quang gọi anh nhớ ra nhá. Cứ yên tâm, toàn anh em người Việt Nam cả với nhau mà nhá. Rồi, cảm ơn anh. À, tôi 58 tuổi, cậu bao nhiêu rồi? Nhưng mà tôi nhìn thì thấy cậu trẻ hơn tôi. Tôi 58 tuổi rồi. À, thế Trần Nhật Quang 58 tuổi thì anh bao nhiêu tuổi? À, 60 à? Thôi thế thì gọi anh Dũng vậy. Thì em Quang mời anh Dũng ra uống bia. Dịp này anh đang ở sân bay thì dịp sau nhá. Cứ yên tâm nhá. Trần Nhật Quang đảm bảo an toàn, an ninh, không có vấn đề gì cả. Toàn anh em vui vẻ cả thôi mà. Nhá. Rồi. Tắt máy rồi. Đang ăn uống ở bàn này gọi thật rồi, chứ còn Dũng không gì. Dạ. Trong cuộc vui này tự nhiên chú nghĩ đến Trương Văn Dũng rồi đến những cái người gọi là rắt ấy. Tự nhiên chú lại thấy thương cảm. Thì nó đói ăn à? Không phải. Nó thì thiếu gì tiền của Việt Tân. Nhưng mà bọn ấy chú thương của nó ở cái chỗ là nó cô đơn. Nó cô đơn trong lòng nhân dân. Nó kêu dân oan đấy chú ạ. Hả? Nó kêu dân oan đấy. Này, dân tham nó oan cái gì? Không, chú nghĩ cũng là người Việt Nam máu đỏ da vàng cả. Nhưng mà chúng ta thì sống giữa lòng nhân dân, giữa lòng đất nước chính quyền. Còn họ thì họ cô đơn. Họ cô đơn trong chính quyền, trong nhân dân. Cô đơn làm sao được đồng bọn trong nhà nghỉ. À, thì họ ấy, họ là một cái nhóm nhỏ. Họ là một cái nhóm nhỏ trong đất nước. Họ cô đơn, họ đối lập với lại nhân dân. Họ lúc nào cũng bạo nhân dân xong. Chú làm sao này? Thế thì chú mới thương họ, cái chỗ họ phải mạo nhận là nhân dân. Chú, cháu tin tưởng phản đối chú vậy này. Vậy cháu cho ngay chai bia vào cốc luôn, uống luôn, cháu say không say không về. Này, bao giờ ấy nó nổ bom thì phải đập chết nó nhá. Còn nó la hét rồi nó giãy giụa, nó giãy đảnh đạch, nó ăn vạ, chỉ thương hại thôi, được nhá. Còn một khi mà nó có dùng vũ khí, nó nổ bom ấy thì lúc ấy phải đập chết nó. Còn nó ăn vạ, nó giãy đành đạch để nó sùi bọt mép rồi nó gào thét thì chỉ thương hại thôi cháu ạ. Cháu đấy, cái lý do chú thấy thương hại bọn giật ở cái chỗ ấy. Nhưng mà cháu nghe chú gọi Trương Văn Dũng là anh để chứng tỏ là nó hơn tuổi chú. Nó hơn tuổi chú nhưng mà cháu vẫn phải gọi nó bằng nó. Cháu không bao giờ cháu gọi thằng ăn cướp, thằng ăn trộm là thằng ông rồi. Ở ngoài bãi biểu tình thì mày tao luôn nhá. Nhưng ra khỏi cái bãi biểu tình ấy thì mình vẫn là người Việt Nam. Mình vẫn tôn trọng gọi nó là anh. Anh là kẻ xấu, anh là kẻ phản quốc, đúng không? Đấy, cái việc nào nó đi cái việc ấy. Nhưng mà còn nhá, anh mà cầm vũ khí, anh mà mà cầm lựu đạn, anh mà cầm chất nổ thì tôi đập chết anh. Thì lúc ấy là tao với mày là kẻ thù không đợi chơi chung. Nhưng mà nó chưa làm việc ấy thì mình cũng chưa cần phải như vậy. Ông nó giờ làm việc nguy hiểm hơn cả bom đạn rồi. Nguy hiểm nguy hiểm, nhưng mà nó có làm được cái gì đâu. Này, nó cũng có những lúc thì mình phải thả long, phải rủ long thương. Rồi qua ống kính này, mình phải học Chúa lòng lành vô cùng. Chúa độc rồi, đúng không? Cái mời Trương Văn Dũng với cả các anh chị bên xuyên tạc viên Trung Ni với cả đoàn của Việt Vision và các bạn độc giả của Tổng thống Đoàn Hồng và các an ninh. Thực ra tôi rất là căm ghét bọn rận, nhưng mà xét ở một cái khía cạnh khác thì dễ thấy rất là thương hại chúng, rất thương hại. Dù sao cũng là con Hồng cháu Việt, đúng rồi. Họ lầm đường lạc lối. Đúng rồi. Thôi anh em mình 100% hay bao nhiêu nào? Ok, 100% nào thì chúng ta cũng mời khán giả của Việt Vision một buổi tối là mát mẻ, sảng khoái như cũng đi này. Một buổi tối thú vị. Thêm một ngày biến lặng mà lòng người dẫn động. Trong lòng người từng đã